So ok, hello anh em, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì nó lại có K98 anh em ơi. Lâu lắm rồi chưa bắn K98 Bon Beat. Đó. Và cái vòng quay khẩu Barrett à, khẩu K98 gì ta? Quên bố tên rồi. Khẩu K98 trong vòng quay xuất sắc ấy thì mình cũng quay sắp được rồi anh em ạ. 19 trên 21 vòng rồi, còn 2 vòng nữa là hộp. Hộp thêm khẩu K98 ấy nữa bắn nó sướng. Hồi đấy mình thích cái quả delay của nó, cái ống ngắm của nó quay à, nhìn quá là chất. Còn nếu mà so với bắn thì chưa chắc là ăn lại được khẩu K98 con biết này đâu anh em ạ. À, bắn nghe êm tai mà bắn cũng khá là dính. Rồi cả thằng rào nó móc đây anh ơi, cứ chăm chăm đục mít đi rồi rào nó móc cho thì là bảo. Hôm nay delay theo quả Galaxy anh em ơi. Quả này bắn khá là ổn, giai đoạn hơi chậm nhưng mà đúng cái phong cách mình thích anh em ạ, cái phong cách delay. Đấy, một trong những khẩu lục, dòng súng lục mà mình rất là thích. Nào, úi dồi ôi chuột, úi dồi ôi chuột, con luôn, hồi sinh quá. Đi đâu của bạn, đi đâu của bạn, nào bê về đi. Bê ơi, ơi bê ơi, ơi trời ơi, hơi giật một tí nhưng mà giật này là giật có kill anh em ạ. Làm ba ngay, ôi dồi ôi. Rồi, nói chung là cái khẩu lục này thì nó hơi chậm, giai đoạn hơi chậm nhưng mà được cái là đam khá là ổn. Và cái phong cách delay cũng như là cái tiếng súng của nó khá là hay, khá là thích anh em ạ. Ừ, mình thích cái mấy cái khẩu DEA có Silent này. DEA Silent. Nhất là cái khẩu DEA Silent Double Gold chẳng hạn. Đấy, dòng đấy thì khỏi bạn. Ơ, hành lang có này. Chơi bạn này. Rồi. Úi chút, chuột kìa. Oh my god, ảo thế nhở? Ô quả đấy nếu mà bắn trúng cái cây gỗ ở cột này thì ít nhất phải mất máu chứ nhỉ? Rồi hay luôn, không biết luôn. Bọn này phối kết hợp cũng được đấy nhỉ? Bom vậy, hay luôn. Ô lui lui lui, hay luôn. Thầy biết chơi này, cho một like. Rồi, thằng này móc bê là đẹp luôn. Ôi giời ơi, nó cứ phải gọi là dọn gỗ sẵn là chỉ việc đớp thôi. Thế không đớp nữa thì thôi chứ cần. Ta có một cái hồn đấy nhau ạ. Hồn đấy, được của nó đấy. Ra bắn chết thằng C4 cái là lùi vào luôn, không tham. Được của nó. Được đấy, đánh giá cao đấy anh em ạ. Rồi, ba red bắt được con mít của mình à? Ăn đồ. Ghê vậy. Đẩy bê luôn, đúng rồi. Thằng số 1 vào rồi anh em ạ. Hành lang kiểu đéo cũng có luôn. Ấy, có chưa? Vừa nói xong. Đừng có chết. Rồi chết. Đừng có chết. Mày ăn tao một lần thôi mày. Rồi trong sai có này. Mày úi giời ơi. Úi quả đấy không bị rớt xuống là thằng ấy chết. Đông 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 đông. Rồi test lục luôn. Nào. Trước mặt. À đủ, quay lại. À đủ, quay lại chơi luôn hả? Rồi đâu rồi. Úi đây trước mặt. Ô trong nhà bạn. Úi headshot mẹ chết rồi, quả này cướp rồi. Thôi thôi anh ơi, từ từ, bình tĩnh. Úi trời ui. Đám tô hoa lắm anh em ạ. Đám 5x đấy, 54 đấy, 2 viên 54 quảng chó luôn. Xà. Ngon ngay anh em, ngon ngay. Tầm lục cân 4 anh em ạ. Lục cân 3, sau này cân 1. Pha vừa rồi là 4, ngon lành cành đào luôn. Đúng rồi, cứ bê mà đẩy. Tao ok thì chúng mày cứ thế mà đẩy thôi, không bao giờ phải lo lắng cái gì cả. Tận hành lang nha, hành lang chuyên gia đẩy ra nha. Cuốn nạn này. Đấy, biết ngay mà. Quen mồm. Chơi đấy. Chơi, à. Nào, à vẫn bên này. Vẫn bên này hả? Rồi, xem tăng là bóng nhà không? Không có rồi, ngon rồi. Giờ chỉ còn hành lang còn biết thôi. Úi trời. Ôi trời ơi, đéo được rồi. Mày. Có cái gì đó nó sai gặp lúc kê có thấy đeo đâu nhỉ? Mẹ nó mà quay ra mít cái là nó đã tới đít con mẹ rồi, ảo thật đấy. Ồ. Chết, bản đấm này chết thấy không? Mình đã quay lại giúp bê hồi sinh mình check rồi mà thấy đeo nào. Rồi ôi, giờ mít một nhá. Ôi thằng ấy như bắn trúng sao? Bắn trúng với sao mà nó hiện hỏi chấm. Là đục mít này, đục mít này mà có thằng chết nào mới là VIP Pro này anh em ơi.
Rồi. Hành lang thì chết. Thế thì mất hành lang ở đấy. À là chết rồi. Hình như là sang bên này cái là toang hẳn à. Ui giời ơi. Rào có lô. Ui trước mặt có lô. Chơi mẹ đấy. Rồi rào có. Ây à ghê. Ui hai thằng luôn hả. Ui giời. Chết rồi. Hào 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 hào. Xong rồi. Mẹ bị vây rồi. Ma nó. Bị vây anh em ạ. Vãi thật. Dạ. Rồi ôi khả năng là thằng này nó chốt luôn rồi. Sai à. Sai à. Cố lên. Ôi ôi phở lát mù trắng. Mù trắng dái. Ôi ôi. Sao đục thùng ạ à? Bạn cũng đen vãi cứt ra. Khổ. Rồi coi như là cho bên nó một tiệp danh dự đi. Có cái gì đâu anh em. Không có gì phải lo lắng hết anh em ơi. Bạn vào hành lang kê này. Lên hẳn hành lang chờ đợi cho ta mau. Bọn bỏ hành lang thì mình đứng luôn. Không vấn đề gì nữa. Cả thật nó đẩy bê đấy. Đấy mình đẩy bê ngon lành là khả năng nó đẩy bê đấy. Đây luôn thằng kia liếm một kill kìa. Rào có bắn nhau kìa. Rồi trước mặt này có luôn. Smoke này thì thấy cái đéo gì mà bắn hả trời. Hỗ trợ có bom nè. Khả năng cao là nó sẽ đánh bê đấy các anh ạ. Thằng này thủ sâu thế. Hay rào có hả. Ôi rào có thật anh em ạ. Vãi thật. Này thì đứng trên rào. Này ai à. Ai à. Ôi dồi. Mày ăn hành lang nó lên à. Ủa bảo sao. Bắn cái thằng rào gà quá anh em ạ. Bắn mãi đâu chết. Rồi hai lô. Khả năng cao thằng này chốt rồi. Trăm máu trăm giáp. Thằng này tính dạng khôn phết. À một con thằng hành lang nữa mà. Ok á. Còn thằng hành lang, còn thằng hành lang. Thằng này trăm máu trăm giáp nữa. Thằng này bắn mở bốn vũ trụ anh em ạ. Thằng vừa giết mình này. Đúng không ta. Có phải thằng này không ta. Hình như đéo phải anh em ạ. Ừ. Thằng bốn vũ trụ này không phải. Hình như cái thằng súng Noble Gold. Hình như là cái thằng M4 Mid Noble Gold Headshot hay sao. Nín thở bóc cò. Chỉ có bom A thôi. Chỉ 46 kìa. Ôi giời ơi húp luôn. Ê đặt bom. Nó đặt bom là phải ra luôn chứ ở kìa. Trong hành lang. Thằng này dở rồi. 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 Ủa thằng này 81 à. Ôi tưởng có thằng Headshot. Hóa ra có thằng 81 anh em ạ. Vãi thật. Thằng này hơi dở một cái là nghe thấy tiếng tít tít đặt bom nó không nhảy ra anh em ạ. Như mình tít tít mình nhảy ra là thằng kia chết chắc luôn. Chạy đéo được. Nó đặt bom thì nó phải cầm bom. Mà nó cầm bom thì khác đéo là bưng lên cho mà sơi luôn. Úi giời ơi phắn. Ui ôi thằng kia ném quả bom xúc đôi kìa. Ây thật được quá nhầy. Được nha bây ơi. Ây da. Cái gì cũng phải cho tao một kill nha. Ơi hành lang này. Ây da, thằng này chưa biết. Chưa biết thì đi thôi. Lên đường. Rồi bom lên rào thì xong rồi đấy. Rồi ôi. Tuyệt trời luôn. Nó quay luôn anh em ạ. Tính ra khẩu đen này cũng bắn được. Mỗi tội hơi chậm thôi. Nhưng mà đạp to. Được. Duyệt anh em ạ. Khẩu này cũng đổi trong RP. Được. Rồi rất cảm ơn tất cả bạn đã theo dõi clip. Quay cho mình một like, một subscribe. Nhớ bấm chuông nhận vào clip mới nhất mình nha.